Thưa quý vị, sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030. Chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức. Sự kiện được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tới 63 điểm cầu tỉnh thành phố trong cả nước. Phát biểu tại lễ phát động, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh học tập, làm việc, cống hiến và hưởng thụ là nhu cầu tất yếu, khách quan của mỗi cá nhân trong quá trình phát triển xã hội. Mọi công dân có trách nhiệm và quyền được học tập thường xuyên, học tập suốt đời, tận dụng mọi cơ hội học tập để trở thành công dân tốt, công dân số, công dân toàn cầu. Phát huy truyền thống của dân tộc và thấm nhuần tư tưởng của Bác Hồ, đồng thời bám sát xu thế thời đại như UNESCO đã đề xướng, học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình. Những năm qua, sự nghiệp chồng người đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của toàn đảng, toàn dân và toàn quân cũng như cộng đồng quốc tế. Giáo dục và đào tạo được xác định là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục và đào tạo là đầu tư cho phát triển. Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội và phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu trên cả nước của chúng ta. Thủ tướng đề nghị cần huy động sự chung tay đóng góp của toàn xã hội để tạo sức mạnh tổng hợp cả về nguồn lực, về vật chất, ý chí và quyết tâm, tạo đột phá trong phát triển xã hội học tập, khuyến khích phát triển bình đẳng theo quy định của pháp luật đối với các loại hình đào tạo, không phân biệt giữa công lập với ngoài công lập, liên doanh, liên kết, tập trung củng cố hệ thống thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, hình thành các thư viện cố định và di động ở từng khối xóm, khu phố, khuyến khích văn hóa đọc ở mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp nhân dân, phát triển các trung tâm học tập cộng đồng, hệ thống giáo dục thường xuyên, xóa các vùng thiếu điện, thiếu sóng viễn thông, tạo điều kiện cho mọi người, mọi nhà tiếp cận Internet và các thành tựu công nghệ mới, tăng cường chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin. Phát biểu tại lễ phát động, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ ban ngành liên quan, hoàn thiện dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ban hành chương trình triển khai phong trào, cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời, giai đoạn 2023-2030, để đề án này đi vào thực tế, đem lại hiệu quả thiết thực. Căn cước công dân gắn chip là để theo dõi người dân, chỉ là thông tin từ các đối tượng phản động khiến người dân hoang mang, lo lắng, chứ thực chất không thể theo dõi được. Trong quá trình rà soát cấp căn cước cho công dân, Bộ Công an cũng đã phát hiện hàng triệu người Việt không có bất kỳ một loại giấy tờ tùy thân nào, gây khó khăn cho quá trình quản lý. Đây là hai trong số rất nhiều những thông tin quan trọng được Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an làm rõ trong phiên Quốc hội họp tổ để đóng góp vào luật căn cước sửa đổi sáng nay, ngày 10 tháng 6. Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, việc xây dựng dự án luật nhằm tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời để bảo vệ nhân dân, bảo vệ để không bị ai xâm phạm về đời tư cá nhân. Hiện nay, trung tâm dữ liệu đã đi vào vận hành rất tốt rồi. Đấy là nền tảng để chuyển đổi số và quản lý, quản trị xã hội một cách nó thuận lợi nhất. Bảo vệ nhân dân, bảo vệ đây rất nhiều nghĩ. Trước đây là chúng tôi rất vất vả. Người già đi lại, người mắc bệnh tâm thần, người trẻ em không biết họ đâu, không biết họ là ai, hoặc là một người đi trên đường chẳng may bị ngã hoặc bị tai nạn giao thông hoặc là bệnh lý cái gì đấy bất đắc kỳ tử. Nhưng bây giờ với những cái như thế này được phổ cập đến toàn dân và quản lý được, trả lời được người ta là ai. Theo Bộ trưởng, chúng ta chủ trương không để ai bị bỏ lại phía sau, nhưng thực chất con số này có thể lên đến hàng triệu người, cũng không được thống kê bao giờ. Họ không có căn cước, không có hộ khẩu, không có giấy tờ tùy thân nên không có ai quản lý. Vùng sâu vùng xa là tất nhiên rồi. Chúng tôi tiếp cận có những người chưa bao giờ đi ra khỏi nhà mình, chưa bao giờ đi ra khỏi làng mình, bản mình, ấp mình, thôn mình. Mà chủ yếu là người yếu thế, những người già, không nơi nương tựa, những người nghèo, những người ốm đau bệnh tật kéo dài, những người tàn tật, chẳng có cái nhu cầu gì kết nối với xã hội, với bên ngoài. Chưa từng đi đâu cả. Chưa từng bao giờ được chụp ảnh. Nói rằng là xúc động lắm. Các cụ già đến chụp ảnh để làm căn cước công dân. Các cụ nói là tôi 70 tuổi rồi. Chưa bao giờ được chụp ảnh.
Tôi hy vọng ngày mai nếu mà tôi có sự gì ra đi thì đấy sẽ là cái thờ của tôi. Về thông tin cấp thẻ căn cước công dân là để theo dõi người dân, người đứng đầu Bộ Công an khẳng định đây chỉ là một số thông tin từ các đối tượng phản động khiến người dân hoang mang, lo lắng, chứ thực chất không thể theo dõi được và nếu theo dõi cũng là vi phạm pháp luật. Phải cái việc tức là hiện nay là cái bọn phản động nó chống lại người ta và nó cứ phát cái tin là cái thẻ này nếu công dân cấp là đi là bị theo dõi, làm sao theo dõi được? Không thể nào có cái cách gì làm được. Còn nếu mà ông làm cái này ông vi phạm pháp luật. Không có cái tín hiệu gì đấy phát hiệu gì hiện ra cả. Để đấy thì cái luận điệu này là nó xuyên tạc thôi. Mà chủ yếu là bọn phản động từ bên ngoài. Những cái đấy nó vào, nó suy luận. Nhưng mà đúng là dân thì cũng hoang mang đấy. Tâm lý cái này thì cái này chúng tôi nghĩ là chúng ta phải tiếp tục giải thích thôi. Hiện có 19 tỉnh thành hoàn thành cấp căn cước công dân gắn chip và phấn đấu trước 30 tháng 7 sẽ hoàn thành cấp căn cước công dân cho mọi người dân. Theo Bộ trưởng Tô Lâm, trong quá trình cấp căn cước công dân có tỷ lệ sai sót, nhưng lực lượng công an sẽ tiếp tục rà soát. Việc vận hành Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư và tích hợp thông tin trên thẻ căn cước sẽ tiết kiệm cho các bộ ngành và người dân hàng trăm nghìn tỷ đồng mỗi năm. Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, chiều ngày 10 tháng 6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành thảo luận toàn thể ở hội trường về dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, ở các phiên thảo luận tại tổ đã có 99 lượt ý kiến phát biểu về dự án luật này. Cơ bản các ý kiến tán thành với sự cần thiết sửa đổi luật để thể chế hóa chủ trương của Đảng, khắc phục những bất cập, hạn chế của luật hiện hành. Đánh giá tình trạng sở hữu chéo, thao túng lợi ích nhóm trong lĩnh vực ngân hàng vẫn là vấn đề đáng lo ngại. Có ý kiến đại biểu cho rằng nên lưu ý về quy động vốn để cho vay giữa các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của các tập đoàn kinh tế tư nhân. Điều này tránh quyền tự quyết tập trung vào một ông bà chủ nào đó, hạn chế điều hành của tổ chức phục vụ cho các công ty sân sau và nhóm lợi ích mà tổn hại đến ngân hàng hoặc nhóm cổ đông nhỏ. Cũng có ý kiến đề nghị luật cần có quy định cụ thể về các điều kiện bắt buộc các tổ chức tín dụng phải có nền tảng công nghệ, cơ sở vật chất trong nhận diện khách hàng để đảm bảo tính chính danh, yêu cầu tổ chức tín dụng có trách nhiệm rà soát, phát hiện và phối hợp với cơ quan công an, các cơ quan có liên quan xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm về tài khoản không chính danh. Đặc biệt đề nghị không quy định ngân hàng nhà nước có thẩm quyền điều tra vi phạm pháp luật về lĩnh vực ngân hàng. Thưa quý vị, từ ngày hôm nay mùng 10 tháng 6, công suất nguồn điện miền Bắc sẽ được cải thiện phần nào do đưa vào vận hành trở lại khoảng 1.000 MW công suất từ một số tổ máy nhiệt điện bị sự cố như Quảng Ninh, Nghi Sơn 1, Thái Bình 2 đã được xử lý khắc phục. Ngoài ra, trong vài ngày qua, một số khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa nhỏ nên một số hồ thủy điện có thêm nước để cải thiện phát điện. Việc có thêm nguồn nhiệt điện 1.000 MW từ 3 nhà máy nhiệt điện nêu trên quay trở lại cung ứng sẽ giúp cho tình trạng cắt điện ở miền Bắc sẽ giảm bớt khá nhiều. Cũng từ ngày hôm nay, đoàn thanh tra chuyên ngành của Bộ Công Thương bắt đầu thanh tra Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và các đơn vị liên quan về nguồn cung ứng chủ động nguyên liệu cho nhà máy điện, vận hành hệ thống điện, huy động các nguồn điện, tính công bằng vấn đề truyền tải điện, thực hiện huy động nguồn năng lượng tái tạo chuyển tiếp. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân trực tiếp chỉ đạo cuộc thanh tra này.